Trời, cây câu nhỏ mà nó ra trái đã không? Trời. Cái này để có cưa, con biết hết cưa luôn á. Không biết ngã hướng nào luôn á. Để leo lên trên đó. Leo trên tầng 3 á. Thả mấy đứa nhỏ trước. Con mà kiếm quá trời ơi. Kiếm nào? Kiếm đâu cắn. Ông sư. Con quay cho ông sư tác nghiệp giống giặc hồ quá mà có cái gì trời. Cứ lâu leo lên cao quá. Cứ leo lên cao quá. Thế cái gì cây có giòn. Ủa cái tà bao là có phải ở Bảo Lộc không chú ông sư? Tà bao? Tà bao hả? Dạ, dạ, đúng rồi. Bà Đức Linh Bình Thuận á. Dạ cũng nghe tà bao quen 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 mà. Đó. Nó cái cô gì, cô Hường ở tà bao lên hay sao? Xin phép ông sư cho ông thu hình vô kỷ niệm cái coi. A Di Đà Phật, ông sư cười tươi quá. Con quay phim đây chắc 10 năm gặp lại ông sư. Ông sư nhẫn. Bữa nay 10 năm chưa sư hè. 10 năm rồi chứ. Kỳ cũng lên sư tới giờ 10 năm rồi đó sư, 10 năm rồi đó. Tại đứa cái cháu ngoại bây giờ nó 9 tuổi rồi. Làm hết rồi lấy gì chú làm. Đỡ việc cái chú làm chứ. Bỏ qua chùa đón đi. Đâu lên đây đi cơm. Đi cho quà. Quà mấy chỗ. Nghe coi thêm mấy cây sầu riêng này bên này nó to chưa? Trời ơi. Trộm mấy xanh mà này to quá mà. Cây mà gặp chậu đây hè. Cái gì nằm chậu đây nè. Mày cóc con sư đây nè. Cóc con sư trí nè. Đúng là cây xanh đây nè. Ui, cây xanh nè. Mày to gớm nè. Ba cây kìa. Cái gì mà to kia. Để coi mấy cây sầu riêng. Để coi mấy cây sầu riêng. Mấy cây sầu riêng. Mấy cây sầu riêng. Coi thứ to chưa. Cây này cây dâu. Cái dâu đi cây bưởi. Chà ơi, sầu riêng đã chưa. Cái sầu riêng này chắc ra bối rồi chứ nữa.
xin ghép nè. Bị gãy đọt nhưng thôi nó to lắm rồi. Không cây gãy đọt là nó ra trái rồi, bên em méo cây rồi, sẽ mâm ra trái rồi. Năm mét một cây, sáu mét cây là vừa rồi. Chuối, đây là vườn của chùa, 100 mẫu, đi hết cái này hơi phì phê đó. Namo Ajita Phật. Ajita Phật. Ajita Phật. Quá đẹp. Những cây là thích rồi.